Xin chào các bạn liên hoan trên toàn đất nước Việt Nam nhé. Một buổi chiều nắng nóng và mất điện. Ở chỗ mình mất điện. Nóng quá chẳng có điện, mình đi tìm những chỗ nào có môi trường xanh mát để chúi nắng, chúi nóng. Xin mời các bạn ngắm giàn lan của nhà vườn Ngọc Anh. Mời các bạn ngắm những tác phẩm đơn thân chất lượng. Thế cái tác phẩm này mình vừa hỏi anh chủ vườn nhạn tháng tư, bộ rễ khủng khiếp luôn. Dưới là cát, cát thì nước dưới bóng gần như